thì mình nghĩ rằng là con đường vẫn còn rất là dài, và đặc biệt là con đường nghiên cứu thì sẽ cần đòi hỏi rất là nhiều năm, và thậm chí là cũng không ai cấm cản một cô gái Á hậu có thể đi học thạc sĩ. Bản thân mình cũng là xuất thân từ một gia đình rất là đề cao chuyện học tập, và mình cũng hiểu được những cái giá trị tích cực mà việc học hành có thể mang lại cho bản thân mình. Trong 2 năm nhiệm kỳ của ngôi vị Á hậu này thì mình sẽ ráng cố gắng có thể lan tỏa được những cái năng lượng tích cực đó từ cái việc học tập, và sẽ giúp cho các bạn, đặc biệt là cho các trẻ em đang trong những cái điều kiện khó khăn mà không có cơ hội tiếp xúc được với lại giáo dục. Thì mình nghĩ rằng là con đường vẫn còn rất là dài, và đặc biệt là con đường nghiên cứu thì sẽ cần đòi hỏi rất là nhiều năm, và thậm chí là cũng không ai cấm cản một cô gái Á hậu có thể đi học thạc sĩ nữa. Cho nên mình nghĩ rằng là ở trong tương lai thì sẽ còn rất là nhiều thứ và còn rất là nhiều cơ hội để mình có thể tiếp tục với lại con đường nghiên cứu hoặc là con đường học thuật. Thì mình nhưng mà điều quan trọng nhất Phương Anh vẫn sẽ cố gắng, đó là tập trung hết sức lực và những cái thời gian của mình để hoàn thành cái bổn phận và cái trọng trách của Á hậu, và sau đó thì mình sẽ tập trung vào những cái dự án của riêng mình. Cảm xúc đầu tiên chắc là hơi buồn cười khi mà mình được gọi là con nhà người ta. Thực sự bản thân Phương Anh cũng được ba mẹ có những câu chuyện về con nhà người ta khác khiến cho Phương Anh phải cố gắng nhiều hơn. Thì thực sự là mình cũng cảm thấy vui khi mà khán giả có những cái suy nghĩ tích cực như vậy về mình. Cái điều mà mấu chốt giúp cho mình có được những cái điều mà mình mong muốn, đó là cái tinh thần rất là quyết tâm của bản thân mình. Tại vì một khi mà Phương Anh đã xác định rằng là mình sẽ làm cái gì đó, thì Phương Anh sẽ cố gắng hết sức mình, bỏ hết tất cả tâm trí của mình và những cái tập trung của mình để mà làm cái đó cho tốt. Thì thực ra Phương Anh không có kỳ vọng rằng là mình sẽ phải đạt được những cái mong muốn của mình, tại vì cái đó thì thực sự là tùy duyên. Nhưng mà mình sẽ luôn cố gắng hết sức mình để mà sau này khi mà mình nghĩ lại những cái việc đó, mình sẽ không cảm thấy hối tiếc vì hồi xưa mình làm không tới hoặc là chưa tới. Thì chí ít là đó là cái điều mà Phương Anh sẽ luôn ghi khắc trong tim mình, và sẽ giúp cho Phương Anh trong tất cả cái mọi hoạt động và trong quãng đời còn lại nữa. Phương Anh nghĩ là mẹ mình dạy con rất là hay. Mà một cái điều mà Phương Anh rất là thích ở mẹ đó chính là mẹ không hề đặt một cái áp lực nào lên trên Phương Anh. Và thậm chí mẹ kể là bởi vì mẹ sinh Phương Anh ở cái thời điểm là khá trễ so với cái thời kỳ đó, là năm mẹ 34 tuổi. Nên là lúc đó mẹ không có đặt một cái kỳ vọng gì cả. Mẹ chỉ mong Phương Anh có đủ 10 ngón tay và 10 ngón chân là mẹ vui lắm rồi. Ở thời điểm mình đăng ký thì mình lại quyết định là mình đi Pháp, tại vì mình nói tiếng Pháp và mình cũng muốn sống như một cô gái Pháp trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà mình lại bị trễ deadline. Tức là ví dụ như chiều hôm đó là phải nộp, thì mình cũng nhớ là may mắn là chiều hôm đó mình cũng nộp thiệt, nhưng mà khi mà mình mở cái cổng ra thì người ta đóng rồi. Thế là mình kiểu mình siêu buồn mà siêu, tại vì mình muốn đi học kỳ mùa xuân mà nếu không kịp thì sẽ phải một năm sau nữa. Thì lúc đó đang hơi hoang mang không biết phải làm gì, thì nhà trường mới gửi email cho tất cả mọi người, mới nói rằng là còn một cái trường đang mở ở thời điểm đó, mà trường lại còn có học bổng nữa. Thì trường nó tên là University of Iceland. Và đó cũng là có lẽ là lần đầu tiên mà Phương Anh nghe tới đất nước Iceland. Xong mình lúc đó mình nghĩ đơn giản lắm, có học bổng mà lại được đi nước ngoài. Thế nên mình cứ nộp đơn đại, mình còn không, sau đó mình phải lên Google mình search coi lại cái đất nước đó nó nằm ở đâu. Thì cũng may là Phương Anh được chọn, và xong rồi mà cái đất nước đó nó xa Việt Nam tới tận khoảng 24 giờ bay. Quả thật là 6 tháng mà mình ở Iceland là có lẽ là một trong những cái khoảng thời gian đẹp tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình. Mình đi qua đó là mình leo núi tráng trên luôn. Mình ở Iceland cũng có rất là nhiều suối nước nóng mà ngoài trời nữa. Và đó là một cái hoạt động mà Phương Anh cũng rất là thích, là được tắm suối nước nóng. Và một cái điều mà Phương Anh rất là mê ở Iceland đó là vào mùa hè thì mặt trời sẽ không bao giờ lặn, là sẽ sáng suốt cả ngày luôn, và mặt trời và hoàng hôn và bình minh nó sẽ sát nhau, chỉ trên nhau có khoảng mấy phút thôi. Và cái khoảng thời gian đó nó hơi điên thiệt, tại vì mình sẽ rất là khó ngủ. Mà 11 giờ đêm mà bạn ra ngoài đường mà trời thì sáng giống như 12 giờ trưa, và cảm giác giống như là ngày không bao giờ kết thúc vậy. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó đối với Phương Anh nó lại rất là hừng hực trong bản thân mình, kiểu như có rất là nhiều thứ mình muốn làm và mình chỉ muốn ở ngoài trời mãi thôi để mà có thể tận hưởng những cái nắng và những cái ấm của mặt trời ở thời điểm đó. Ở cái khoảng thời gian mà ở Iceland, Phương Anh có rất là nhiều cái kỷ niệm mà rất là độc đáo, mà thật sự trong đời mình không nghĩ có ngày mình sẽ như vậy. Đầu tiên là có một cái chuyến đi về phía Nam Iceland, thì Phương Anh đi chuyến đó với lại một bạn Iceland, một bạn Thụy Điển
một bạn người Bồ Đào Nha và một bạn cũng là người Bồ Đào Nha nhưng mà đã sống 8 năm ở Canada. Thì có một buổi sáng là tụi mình thức dậy, đang ở trong một cái căn hộ thuê Airbnb. Thì tụi mình vừa pha ly cà phê, ngồi tận hưởng buổi sáng với nhau. Thì vì mỗi đứa đều xuất thân từ những cái đất nước khác nhau, cho nên là lúc đó mọi người đã nói là hay là bây giờ mình hát quốc ca cho nhau nghe. Và mọi người cảm giác là lúc đó tụi mình đang nằm trên cái hiên nhà, mà thật ra nằm ra luôn, xong rồi đắp chăn lên tại vì trời thì lạnh, mà lại đang cầm trong ly cà phê nóng. Xong rồi mỗi đứa hát bài hát quốc ca của mình. Xong rồi khi mà Phương Anh hát bài quốc ca của Việt Nam rồi, mọi người khen là bài hát đó nghe vui tươi. Phương Anh cảm thấy là một cái khoảnh khắc rất là kỳ lạ, tại vì không nghĩ rằng có một ngày mình sẽ nghe quốc ca Iceland, Canada và Bồ Đào Nha, rồi Thụy Điển, và cùng được chia sẻ cái quốc ca của Việt Nam cho tất cả mọi người nghe nữa. Thì đó là một kỷ niệm khó quên của Phương Anh. Phương Anh đã đi du lịch được 21 nước trên thế giới rồi. Đất nước Phương Anh đầu tiên Phương Anh đi hình như là mình lớp 4 hay sao, là khoảng 8 tuổi. Thực ra là nếu mà năm nay mà không vì Covid thì có lẽ tháng 5 Phương Anh đã đi leo núi ở Nepal rồi, sau Iceland. Thì ở thời điểm đó là mình được đi cũng tương đối nhiều nơi, và có một cái khoảng thời gian là mình được bạn mình dẫn đi chơi đi đây đi đó trước khi mà gia đình đến. Thì mình thích cái việc là ở Pháp nó có rất nhiều thành phố khác nhau, và mỗi thành phố nó giống như là một cái đất nước riêng vậy. Họ sẽ nói cái giọng khác nhau, và cũng như là họ cái nền văn hóa và những cái sở thích cũng khác nhau nữa. Việc leo núi ở đó cũng rất là thú vị, và rất là trời mây quang đãng và cảnh thì rất là đẹp, và chỗ nào cũng trở thành một bức ảnh Instagram để đời vậy. Để châu Âu thì Phương Anh có 3 lần được đi châu Âu. Thì lần đầu tiên là mình đi trao đổi học sinh khi mà mình còn là học sinh cấp 3 của trường bên Lê Hồng Phong. Thì mình ở bên Pháp 2 tuần. Thì ở thời điểm này là mình đi một mình chung với lại tất cả các bạn học sinh cùng lớp khác, cùng với lại giáo viên. Thì ở lớp này thì mình được trải nghiệm cái việc sống như là một cô gái tuổi teen ở người Pháp chung với lại bạn của mình, và có những cái khoảng thời gian đi học chung với bạn. Nhưng mà ở cái thời điểm đó khi mà mình đi xong rồi thì mình cũng nghĩ trong đầu là một ngày nào đó mình phải quay trở lại đây cùng với mẹ của mình, để mà mẹ thấy được cái kiến trúc và cũng như là những cái vẻ đẹp của nước Pháp nó như thế nào. Thì cũng rất là may thì 2019 thì mình cũng có cái dịp được quay trở lại Pháp cùng với mẹ.